Thưa quý vị và các bạn, hai bang chiến trường quan trọng là Bắc Carolina và Georgia đã công bố kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump đã có chiến thắng ở bang Bắc Carolina, nơi có 15 phiếu đại cử tri, trong khi ông Joe Biden giành thắng lợi quan trọng ở bang Georgia. Ngày 13 tháng 11, các hãng tin lớn của Mỹ đồng loạt xác nhận Tổng thống đương nhiệm Donald Trump giành chiến thắng trước ông Joe Biden ở bang North Carolina, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông giành được lên 232 phiếu. Đây là bang cuối cùng xướng tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử, mất khá nhiều thời gian so với thông thường do bang này nhận các phiếu qua thư có dấu bưu điện tính tới ngày 12 tháng 11. Hãng nghiên cứu Edison Research và nhiều hãng tin cũng đã công bố chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden tại bang Georgia khi 99% số phiếu tại bang này đã được kiểm. Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, ông Biden giành được hơn 2.472.000 phiếu, tương đương với 49,5%, còn ông Trump nhận được hơn 2.458.000 phiếu, tương đương với 49,2%. Với chiến thắng này, ông Biden có thêm 16 phiếu đại cử tri. Với các kết quả dự báo này, cuộc đua Tổng thống Mỹ gần như đã khép lại, với 306 phiếu đại cử tri thuộc về ông Joe Biden, còn ông Trump giành được 232 phiếu. Chiến thắng của ông Biden tại bang Georgia, bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa, đã nâng tổng số bang ông giành lại từ tay ông Trump lên tới 5 bang. Các bang còn lại bao gồm Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Trump không thắng tại bất cứ bang nào có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử trước đó. Các cơ quan truyền thông đã xác nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, ông Donald Trump liên tục cáo buộc các gian lận bầu cử. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump đang thúc đẩy cuộc chiến pháp lý tại nhiều bang, yêu cầu kiểm đếm lại phiếu nhằm đảo ngược tình thế. Theo quy định, cơ quan dịch vụ tổng hợp GSA của chính phủ Mỹ sẽ là cơ quan công nhận một người trở thành tổng thống Mỹ khi ứng viên đó có chiến thắng rõ ràng, trước khi kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng. Tại đây, ông đã đưa ra nhiều tuyên bố quan trọng tới vaccine và cách ứng phó với đại dịch COVID-19, nhưng không hề đề cập tới kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump nói về hy vọng một loại vaccine COVID-19 sẽ được cung cấp cho toàn dân sớm nhất vào tháng 4 năm 2021. Ông cũng ám chỉ rằng hiện tại đang có một chính quyền mới có cách ứng phó khác với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Trump vẫn không đưa ra kết luận nào liên quan tới kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, whatever happens in the future, who knows which administration it will be? I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown. Thank you. Sure. Sau ngày bầu cử, Tổng thống Trump nhiều lần nêu cáo buộc gian lận bỏ phiếu diện rộng. Dù vậy, trong bài phát biểu ngày 13 tháng 11, ông không hề đề cập tới vấn đề này. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Donald Trump cho biết hy vọng vaccine COVID-19 của hãng Pfizer sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong thời gian sớm nhất. Pfizer cho biết dự kiến báo cáo dữ liệu an toàn theo yêu cầu vào tuần tới và có thể sẽ xin phép sử dụng khẩn cấp ngay sau đó. Đây là một trong những nỗ lực tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, ông đã từng cáo buộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA trì hoãn cấp phép thử nghiệm vaccine COVID-19 vì không muốn ông giành được lợi thế trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Cơ quan mật vụ Mỹ đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới sau khi nhiều mật vụ Mỹ tới các cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nơi nhiều quan chức và những người tham gia không đeo khẩu trang. Cho tới nay, đã có hơn 130 nhân viên mật vụ Mỹ phải cách ly do tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh. Theo thông tin ngày 13 tháng 11, các nhân viên mật vụ bị cách ly đều đã lây nhiễm SARS-CoV-2 hoặc từng tiếp xúc với những người dương tính với virus này. According to a news report this morning, which I'm sure you have all seen, it was reported that more than 130 Secret Service agents or infected or quarantining in the wake of Trump's reckless campaign schedule.
130 Secret Service agents. Một số mật vụ Mỹ tham dự các sự kiện do ông Trump tổ chức tại Nhà Trắng trong 3 tuần qua, bao gồm bữa tiệc bầu cử đêm mùng 3 tháng 11. Tại đây, hầu hết những người có mặt đều không đeo khẩu trang. Trước đó, một số quan chức Nhà Trắng được xác nhận mắc COVID-19, bao gồm cả chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Đây là đợt lây nhiễm mới nhất trong nhiều đợt bùng dịch tại cơ quan này kể từ khi đại dịch diễn ra tại Mỹ. Một số nhân viên mật vụ buộc phải tự cách ly sau hoạt động vận động tranh cử của ông Trump ở Tulsa, Oklahoma vào tháng 6. Tình trạng tương tự xảy ra thêm lần nữa sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ trước cảnh sát ở Tampa, bang Florida. Nhiều mật vụ mắc COVID-19 tại sự kiện này. Cơ quan mật vụ Mỹ có khoảng 7.000 nhân viên. Khi được hỏi về việc đối phó với dịch COVID-19, phát ngôn cơ quan mật vụ Julie McMurray cho biết họ sẽ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về các trường hợp nhiễm bệnh vì lý do riêng tư và bảo mật hoạt động. Bà Julie nói thêm rằng cơ quan này sẽ tiếp tục đánh giá các yêu cầu cần thiết để vận hành trong thời kỳ đại dịch và đảm bảo nhân sự luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, thẩm phán bang Pennsylvania đã ra phán quyết không tính các phiếu bầu được bổ sung thông tin nhận dạng cử tri sau ngày 9 tháng 11. Đây là một thông tin có lợi cho phía ông Trump bởi số lượng phiếu bầu không được tính có thể lên tới con số hàng nghìn phiếu. Thẩm phán Hannah Leavitt với tư cách là chánh án Tòa án Khối Thịnh Vượng Trung Pennsylvania yêu cầu Ủy ban Bầu cử các hạt thuộc bang này không kiểm các lá phiếu được bổ sung thông tin nhận dạng cử tri sau ngày 9 tháng 11. Trước đó, tòa đã yêu cầu tách riêng các phiếu bầu này cho đến khi có phán quyết tiếp theo. Theo luật liên bang, tất cả các cử tri đi bỏ phiếu qua thư cần phải xác nhận danh tính trước thời điểm ngày 9 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao bang Pennsylvania ra phán quyết rằng các lá phiếu gửi qua thư có thể được chấp nhận 3 ngày sau ngày bầu cử, tức là ngày 6 tháng 11, bà Katie Booker, một quan chức cấp cao của Pennsylvania, đã đưa ra một hướng dẫn kéo dài thời gian bổ sung thông tin nhận dạng cử tri đến ngày 12 tháng 11. Hướng dẫn này được ban hành chỉ 2 ngày trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, thẩm phán Leavitt khẳng định, bị đơn Katie Booker với tư cách là một bộ trưởng của Khối Thịnh Vượng Trung Pennsylvania không đủ thẩm quyền để ban hành hướng dẫn trên. Trên cơ sở đó, chánh án Leavitt yêu cầu các ủy ban bầu cử thuộc Pennsylvania không kiểm đếm các lá phiếu đã được tách riêng nói trên. Phán quyết ngày 12 tháng 11 được nhận định là có lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, dù không rõ điều này có làm thay đổi kết quả tại bang Pennsylvania hay không. Đây chỉ là một trong nhiều vụ kiện mà chiến dịch của ông Trump đang theo đuổi tại bang Pennsylvania. Dự kiến trong ngày 13 tháng 11 sẽ có một phiên điều trần tại tòa về các cáo buộc liên quan tới việc hàng ngàn phiếu bầu tại bang này đã được kiểm đếm dù thiếu các thông tin xác minh cử tri. Trước đó, quan chức tại bang Georgia cho biết họ sẽ tổ chức kiểm phiếu lại toàn bộ 5 triệu phiếu bầu tại bang. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền nhiều bang khác cũng đang phải điều chỉnh lại số phiếu được kiểm chính thức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về bầu cử Mỹ năm 2020 của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!